Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ 7 ngày mùng 10 tháng 11. Và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Thôn Nhân Lý, xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi đón bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh chùa Nhân Lý. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao thưởng cho các tập thể có thành tích điều tra tìm ra hung thủ hai vụ án giết người. Nông dân huyện Văn Giang tập trung chăm sóc quất cảnh phục vụ thị trường Tết. Vụ tai nạn nghiêm trọng tại huyện Kim Động làm 2 người chết. Thôn Tân Hưng, xã Chí Tân, huyện Quái Châu có nhiều cụ sống thọ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa chùa Nhân Lý. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thượng tọa Thích Thiện Văn, Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Hội Phật giáo tỉnh Bắc Giang, Viện Chủ tổ Đình Vĩnh Nghiêm, tỉnh Bắc Giang cùng đông đảo tăng ni Phật tử, nhân dân trong và ngoài địa phương. Chùa Nhân Lý được khởi tượng từ thời Bắc thuộc, chùa là nơi tôn thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong tâm thức dân gian, chùa là biểu tượng thiêng liêng trong lòng người dân với những dấu ấn sâu đậm không thể phai nhòa trong tâm trí, là nơi khuyên săn con người sống hướng thiện, tu nhân tích đức, hướng lòng tri ân tới các bậc tiền nhân. Ngày nay, chùa Nhân Lý được Thượng tọa Thích Thiện Văn là người con của quê hương cùng chính quyền và nhân dân địa phương góp công góp của tu sửa tôn tạo khang trang sạch đẹp, làm nơi sinh hoạt văn hóa, tôn giáo cho nhân dân trong vùng. Chùa có kết cấu kiểu chữ đinh gồm 2 gian tiền đường, thượng điện cùng một số hạng mục phụ trợ như nhà tổ, nhà mẫu, khu mộ Pháp. Di tích hiện lưu giữ hệ thống tượng tương đối phong phú. Chùa Nhân Lý được xếp hạng di tích cấp tỉnh ngày 2 tháng 8 năm 2018. Hàng năm, địa phương tổ chức lễ hội vào mùng 10 tháng 3 âm lịch. Đây là dịp khách thập phương và dân làng xa gần về sum họp để tri ân công lao của các vị thần và những người có công với nước với dân. Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao bằng xếp hạng chùa Nhân Lý là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Chiều ngày 9 tháng 11, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao thưởng và tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá nhanh 2 vụ án giết người xảy ra vào ngày 5 tháng 11 tại thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ và tại xã Phù Ủng, huyện Ân Thi. Ngày 5 tháng 11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh nhận được tin báo của Công an huyện Phù Cừ về việc xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến bà Nguyễn Thị Tân, sinh năm 1952, số nhà 96, phố Hòa Bình, thôn Cao Xá, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ tử vong và ông Bùi Ngọc Đắc, hàng xóm của bà Tân bị thương. Công an tỉnh vào cuộc điều tra đã nhanh chóng tìm ra hung thủ là Đoàn Hữu Khơi, sinh năm 2001, trú cùng địa bàn sau ít giờ gây án. Cũng trong ngày 5 tháng 11, nhận được tin báo về việc phát hiện có một tử thi là nam giới tại mép nước gần bờ sông chảy qua thôn Phù Ủng, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi. Qua thu thập vật chứng và các tài liệu điều tra, cơ quan công an xác định thủ phạm là Đỗ Xuân Chứ, sinh năm 1987, ở thôn Từ Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ. Đối tượng khai nhận giết người để cướp tài sản. Nhằm động viên các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, khám phá nhanh 2 vụ án, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có quyết định tặng bằng khen cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh, Công an huyện Phù Cừ và Công an huyện Ân Thi vì có thành tích xuất sắc trong phối hợp điều tra phá án. Đồng thời quyết định thưởng mỗi đơn vị 20 triệu đồng, Giám đốc Công an tỉnh quyết định tặng thưởng mỗi đơn vị 10 triệu đồng. Phát biểu tại lễ trao thưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng ghi nhận thành tích của các tập thể trong điều tra khám phá nhanh vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng, qua đó góp phần trấn an dư luận, củng cố niềm tin của người dân đối với lực lượng công an. Đồng chí yêu cầu lực lượng công an tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, làm tốt công tác phòng ngừa, nắm chắc địa bàn, kịp thời đấu tranh triệt phá, xử lý các vụ việc về mất an ninh trật tự. Đồng thời, lực lượng công an cần thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác, kỹ năng phòng chống tội phạm cho người dân. Chiều ngày 8 tháng 11, đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh đã đến thăm động viên ông Bùi Ngọc Đắc, thôn Cao Xá, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, là nạn nhân trong vụ án mạng xảy ra vào ngày 5 tháng 11 tại huyện Phù Cừ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Quang biểu dương tinh thần dũng cảm của ông Đắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm và trao tặng ông 5 triệu đồng. Đồng chí mong muốn cá nhân ông Đắc và người dân tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội tại địa phương, tích cực tham gia vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời yêu cầu các ngành làm án nhanh chóng hoàn tất hồ sơ vụ án đưa ra xét xử để răn đe và phòng ngừa. Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 5 tháng 11 tại thôn Cao Xá, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, nghe tiếng hô hoán của bà Nguyễn Thị Tân, sinh năm 1952 ở số nhà 96, thôn Cao Xá, có đối tượng đột nhập vào nhà để trộm tài sản. Ông Bùi Ngọc Đắc là hàng xóm của nạn nhân đã nhanh chóng chạy đến hiện trường. Trong quá trình khống chế đối tượng, ông Đắc bị thương, phải đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cừ. Hung thủ là Đoàn Trượng Khơi, hàng xóm của nạn nhân, đã bị bắt sau ít giờ gây án. Thưa quý vị và các bạn, sau đây là công văn của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc sử dụng công báo điện tử thay thế cho công báo in. Kính gửi các ban của Đảng, các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành ủy, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn. Thực hiện công văn số 10316 ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về việc sử dụng công báo điện tử thay thế công báo in cấp phát miễn phí nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, xây dựng chính phủ điện tử. Từ năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên phát hành công báo điện tử thay thế hoàn toàn công báo in cấp phát miễn phí cho các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh có ý kiến như sau. Đề nghị các cơ quan đơn vị khai thác sử dụng công báo điện tử nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên cổng thông tin điện tử chính phủ, địa chỉ chính phủ.vn hoặc công báo.chính phủ.vn và công báo điện tử tỉnh trên cổng thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên, địa chỉ hưng-yên.gov.vn hoặc công báo.hưng-yên.gov.vn. Giao Sở Thông tin và Truyền thông đảm bảo duy trì có hiệu quả cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để các cơ quan, đơn vị có điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp cận thông tin điện tử, sử dụng công báo điện tử thay thế công báo in. Thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh, ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Ngọc Quỳnh. Chiều ngày 9 tháng 11, Đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Tư pháp do đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Quang đã báo cáo những nội dung về công tác phối hợp giữa các sở ban ngành về tình hình thi hành pháp luật, tuân thủ pháp luật của cán bộ công chức trên địa bàn tỉnh, sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh ủy đối với tình hình thực hiện thi hành pháp luật. Kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh. Ý thức tuân thủ pháp luật của tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh được nâng lên. Việc triển khai và thi hành pháp luật của cán bộ công chức viên chức cơ quan nhà nước được thực hiện theo đúng quy định. Với những kiến nghị của tỉnh cùng các giải pháp của các sở ban ngành đề xuất được đoàn tiếp thu, báo cáo lãnh đạo Bộ Tư pháp để có những giải pháp khắc phục kịp thời các tồn tại khó khăn của địa phương trong thời gian tới. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này, nông dân trồng quất cảnh ở huyện Văn Giang đang tập trung xuống đồng chăm sóc cho vụ cây cảnh chuẩn bị phục vụ dịp Tết Nguyên đán. Theo người dân trồng quất cảnh thì đây là thời điểm quan trọng có tính chất quyết định cho hình dáng mẫu mã của cây quất, vì vậy các nhà vườn tiến hành cắt tỉa những cành gầm, cành vượt, đồng thời gò uốn tạo tán, tạo thế cho cây, tỉa bỏ hoa quả non và tập trung chăm sóc bón phân, can thiệp nhằm cho cây bật lộc hoa vào thời điểm gần Tết, qua đó tạo ra sản phẩm cây có đủ 4 vị quả chín, quả non, hoa và cành lộc. Cơ bản các diện tích trồng quất năm nay đều phát triển tốt. Văn Giang có khoảng 200 ha chuyên canh loại cây này, tập trung chủ yếu ở các xã Mễ Sở, Liên Nghĩa, Thắng Lợi và Tân Tiến. Được biết trung bình một sào trồng quất cảnh cho thu nhập từ 50 đến 60 triệu đồng một năm. Trong thời gian qua, dự án cầu La Tiến bắc qua sông Luộc nối Hưng Yên và Thái Bình trên địa bàn huyện Phù Cừ đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành sớm 5 tháng so với kế hoạch. Dự án có tổng chiều dài 7,8 km, trong đó cầu La Tiến dài hơn 1 km, đường dẫn phía Thái Bình dài 5,6 km, đường dẫn phía Hưng Yên dài 1,2 km. Cầu La Tiến được xây dựng vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép, mặt cắt ngang cầu rộng 12 m, gồm 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Toàn cầu có 22 nhịp, trong đó cầu chính gồm 3 nhịp dầm hộp bê tông cốt thép giữ ứng lực, thi công bằng phương pháp đúc hẫng cân bằng. Phía bờ Thái Bình gồm 6 nhịp dẫn, phía Hưng Yên gồm 13 nhịp dẫn. Đường hai đầu cầu được thiết kế hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, bề rộng nền đường 12 m, mặt đường phần xe chạy rộng 7 m. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 680 tỷ đồng, bằng nguồn vốn trái phiếu chính phủ, vốn ngân sách địa phương và nguồn vốn huy động. Đến nay, bên phía bờ Hưng Yên đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và bàn giao khoảng 5,7 ha đất. Các đơn vị đã thi công đạt trên 35% khối lượng và đang thi công 2 trụ cầu dẫn giáp chân đê. Trong tháng 11 này, huyện Phục Cừ sẽ hoàn thành việc giải phóng đường điện, đường viễn thông và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Tổng khối lượng dự án đã đạt trên 20%, trong đó đã thi công xong 10 trên 21 trụ và phấn đấu đến ngày 31 tháng 12 năm 2018 lao lắp 5 trên 19 nhịp dầm. Ban quản lý dự án cho biết, theo hợp đồng đến tháng 6 năm 2020, dự án sẽ hoàn thành. Tuy vậy, dự án sẽ được các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, áp dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến đẩy nhanh tiến độ và sẽ hoàn thành vào đầu năm 2020. Vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng nay, trên quốc lộ 39 đoạn qua địa bàn thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm 2 người chết, 1 người bị thương nặng. Vụ tai nạn giao thông xảy ra khi 2 xe mô tô mang biển kiểm soát 18B1 08325 và 89B1 65433 lưu thông cùng chiều hướng từ thành phố Hưng Yên đi phố Nối. Khi đến địa điểm trên do tránh vượt nhau đã ngã ra đường và bị xe tải biển kiểm soát 89C11484 đâm vào. Hậu quả của vụ tai nạn giao thông đã làm 2 người đi xe mô tô biển kiểm soát 18B1 08325 là Vũ Quang Hiển sinh năm 1997 và Vũ Đức Anh sinh năm 2001, cùng quê ở Song Mai, Kim Động, chết tại chỗ. Người điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 89B1 65433 là chị Nguyễn Thị Ngân, sinh năm 1997, thường trú ở xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên, bị thương nặng. 2 xe mô tô bị hư hỏng nặng. Theo người dân cho biết, nguyên nhân của vụ tai nạn là do 2 xe mô tô cùng tránh vượt xe ô tô tải biển kiểm soát 89C11071 đang đậu bên đường nhưng đã va vào nhau, ngã ra đường và bị xe tải biển kiểm soát 89C11484 đâm vào. Ngay sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường để điều tiết tránh ùn tắc giao thông. Trước đó, khoảng hơn 1 tháng, cũng tại khu vực trên đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 2 người. Vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 7 tháng 11, tại công trường thi công tuyến đường dẫn lên cầu La Tiến thuộc địa phận xã Nguyên Hòa, huyện Phục Cừ, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô với máy xúc làm 1 người tử vong. Vụ tai nạn xảy ra khi xe mô tô do anh Nguyễn Văn Tiện sinh năm 1989, thường trú ở thôn Thị Giang, xã Nguyên Hòa, điều khiển lưu thông trên tuyến đường 386 hướng từ dốc La Tiến về phố Cao. Khi đi đến khu vực công trường đang thi công dẫn lên cầu La Tiến đã đâm vào xe máy xúc. Hậu quả của vụ tai nạn đã làm anh Tiện tử vong tại chỗ. Nguyên nhân vụ tai nạn hiện công an huyện Phú Cừ đang điều tra làm rõ vụ việc. Để đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông trên tuyến đường 386 tại khu vực đang thi công, đề nghị đơn vị nhà thầu cần quan tâm đến hệ thống cảnh báo an toàn. Mặt khác, đề nghị công an huyện Phú Cừ điều tra làm rõ tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn nói trên, việc bố trí hệ thống cảnh báo ở đây đã an toàn, đáp ứng yêu cầu hay chưa. Với năng lực chuyên môn vững vàng cùng sự tâm huyết với nghề giáo, nhiều năm liền, cô giáo Lưu Thị Phượng, trường tiểu học Hùng An, huyện Kim Động được đánh giá là giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, được đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh tin tưởng, yêu mến. Hơn 20 năm đứng trên bục giảng, cô Phượng luôn không ngừng học tập, nghiên cứu tài liệu để nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, áp dụng các phương pháp dạy học mới, sưu tầm nhiều tranh ảnh, tư liệu để bài giảng phong phú hơn. Một số đề tài của cô hiện đang được vận dụng có hiệu quả cho công tác giảng dạy như đề tài, một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 rèn luyện kỹ năng giải toán có nội dung hình ảnh, nâng cao hiệu quả dạy học giúp học sinh giải toán về tỷ số phần trăm, một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học giải toán có lời văn cho học sinh lớp 4, lớp 5. Bản thân tôi là một giáo viên cũng đã có nhiều năm đứng lớp thì tôi luôn cập nhật những cái phương pháp dạy học tích cực, các kỹ thuật dạy học tích cực như là kỹ thuật mảnh ghép, kỹ thuật bàn tay lặn bột, kỹ thuật phòng tranh, kỹ thuật bể cá và từ đó thì để giúp học sinh phát triển năng lực và nâng cao hiệu quả giáo dục chung. Song song với công tác giảng dạy, cô Phượng còn kiêm nhiệm nhiều vị trí công tác khác như tổ trưởng, tổ chuyên môn khối lớp 4, lớp 5, chủ nhiệm lớp, chủ tịch công đoàn nhà trường. Cô luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng thời tích cực trao đổi kinh nghiệm giúp đỡ cho các giáo viên trẻ nâng cao nghiệp vụ. Cô Phượng là một giáo viên mà không những được học trò, đồng nghiệp tin tưởng mà được phụ huynh hoàn toàn tin tưởng. Bởi vì cái tinh thần trách nhiệm của cô rất cao. Sự nỗ lực cố gắng của cô Phượng không chỉ được đánh giá cao mà còn góp phần truyền cảm hứng học tập cho học sinh. Tại thôn Tân Hưng, xã Chí Tân, huyện Khoái Châu, có 4 cụ đang sống thọ gần 100 tuổi. Dù tuổi cao nhưng các cụ rất minh mẫn, sống lạc quan, là những tấm gương để con cháu noi theo. Đó là các cụ Hoàng Văn Vị, Hoàng Văn Sửu, Đoàn Thị Đầm và cụ Đào Thị Chất, cả 4 cụ năm nay đều đã 99 tuổi. Dù đã ở cái tuổi xưa nay hiếm, nhưng sức khỏe và trí nhớ của các cụ vẫn rất tốt. Các cụ vẫn cùng con cháu dọn dẹp nhà cửa, tự chăm sóc bản thân. Để có được sức khỏe dẻo dai, tinh thần minh mẫn như vậy là nhờ cách sống luôn lạc quan, luôn tự tạo cho mình trạng thái vui vẻ, thoải mái, không suy nghĩ nhiều. Kết hợp với đó là một chế độ ăn uống nghỉ ngơi điều độ, ăn ít thịt mà chủ yếu, rau củ quả, rèn luyện thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ. Nhân tháng cao điểm vì người nghèo, ngày 9 tháng 11, huyện Yên Mỹ tổ chức khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho 4 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mỗi ngôi nhà được hỗ trợ có diện tích 40 m2, trị giá từ 50 đến 80 triệu đồng, đảm bảo tiêu chí ba cứng, mái cứng, tường cứng, nền cứng. Trong đó, Quỹ vì người nghèo huyện hỗ trợ mỗi ngôi nhà 25 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình, họ hàng quyên góp giúp đỡ. Cũng trong dịp này, huyện Yên Mỹ trích 350 triệu đồng từ Quỹ vì người nghèo, Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam để hỗ trợ sửa nhà ở cho 7 hộ nghèo, người già neo đơn, nạn nhân chất độc da cam, hỗ trợ vi sinh sản cho 6 gia đình, trị giá mỗi trường hợp 15 triệu đồng. Sau nhiều trận đấu sôi nổi và gay cấn, giải bóng bàn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Hưng Yên năm 2018, tranh cúp Vietcombank do Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức đã thành công tốt đẹp. Ban tổ chức đã trao cúp và huy chương cho những vận động viên đạt giải nhất, nhì, ba ở các nội dung thi đấu. Các trận đấu của giải có chất lượng chuyên môn cao, các tay vợt thi đấu hết mình cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp mắt. Kết quả chung cuộc ở đối tượng A dành cho các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh, trưởng phó các sở ban ngành trong tỉnh, lãnh đạo các huyện thành phố. Ban tổ chức đã trao giải nhất đơn nam cho vận động viên Nguyễn Công Đán, đơn vị Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Nhất đôi nam thuộc về vận động viên Nguyễn Công Đán và vận động viên Phạm Thành, đơn vị Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Đối tượng B dành cho cán bộ quản lý cấp phòng ở các sở ban ngành và các huyện thành phố. Vận động viên Vũ Quốc Huy, đơn vị Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên giành giải nhất nội dung đơn nam. Đôi vận động viên Nguyễn Trọng Khải và Vũ Quốc Vi, đơn vị Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên đạt giải nhất nội dung đôi nam. Mời quý vị và các bạn theo dõi mục an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù huyện Văn Lâm đã nhiều lần ra quân giải tỏa các vi phạm hành lang an toàn giao thông tại khu vực bến xe Như Quỳnh trên tuyến quốc lộ 5, song tình trạng trên lại tiếp tục tái diễn. Để xảy ra tình trạng trên là do sự vào cuộc chưa kiên quyết của các cơ quan chức năng cũng như cấp chính quyền cơ sở. Tình trạng lấn chiếm hành lang giao thông, lều quán, bán hàng đã gây ảnh hưởng lớn đến trật tự an toàn giao thông. Hầu hết phần đường dành cho phương tiện xe thô sơ, xe mô tô tại khu vực trên bị lấn chiếm để dành chỗ cho các xe mô tô và xe taxi đậu đỗ để vào các quán nước, dẫn đến các phương tiện tham gia giao thông phải đi sai làn đường, nên rất nguy hiểm. Hơn nữa, đây lại là khu vực bến xe, nên tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đã gây cản trở lớn đến việc đón trả khách khi vào bến. Để đảm bảo an toàn giao thông trên quốc lộ 5, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm cần giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm hành lang giao thông tại khu vực trên. Quốc lộ 39 mặc dù thường xuyên được duy tu sửa chữa và nâng cấp, nhưng chỉ được một thời gian lại xuống cấp, gây ảnh hưởng lớn đến tình hình trật tự an toàn giao thông. Quốc lộ 39 là tuyến đường phức tạp về tình hình trật tự an toàn giao thông. Trên tuyến đường này hiện xuất hiện nhiều đoạn hàn lún gây khó khăn, nguy hiểm cho người và phương tiện giao thông. Mặc dù sự xuống cấp của tuyến đường đã lâu nhưng vẫn chưa được các cơ quan, đơn vị quản lý có biện pháp khắc phục, sửa chữa. Tình trạng trên xảy ra nhiều tại các khu vực bệnh viện sản nhi, đoạn qua thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động và khu vực xã Hồng Tiến, Tân Tiến thuộc huyện Khoái Châu. Tại các khu vực trên, mặt đường xuất hiện những vết hàn lún tạo thành các gờ cao trên mặt đường. Nhiều điểm lún có độ sâu tới gần 5 cm như bẫy các phương tiện lưu thông. Theo một số người dân cũng như lực lượng chức năng, tại những khu vực trên thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn, trong đó có phần nguyên nhân do hệ thống cơ sở hạ tầng xuống cấp. Chúng tôi phát hiện thấy là trên tuyến còn có một số những cái điểm cơ sở hạ tầng còn xuống cấp. Ví dụ như là mặt đường là bị gồ ghề, những sống trâu, những cái tạo ra cái nguy hiểm tiềm ẩn tai nạn cho người tham giao thông. Ví dụ như là những thời tiết trời mưa, trời tối, những cái phương tiện nhất là người điều khiển xe mô tô ấy, ta sẽ đi vào những cái điểm đó, không may trơn trượt là mất thăng bằng, ngã ra rất là nguy hiểm, xảy ra tai nạn. Vậy chúng tôi cũng kiến nghị với cả các lực lượng chức năng, nhất là trong ngành về Sở Giao thông sẽ có những lực lượng để khắc phục và sửa chữa lại những cái đoạn đường đó để đảm bảo cho người và phương tiện giao thông được đảm bảo an toàn, tránh những cái nguy cơ tai nạn đáng tiếc xảy ra. Quốc lộ 39 là tuyến đường có mật độ phương tiện lưu thông rất lớn, do đó sự nguy hiểm của những vệt hàn lún càng trở nên nguy hiểm hơn cho các phương tiện xe mô tô vào những ngày trời mưa bởi sự trơn trượt rất dễ bị ngã. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tránh những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra, đề nghị ngành giao thông, đơn vị quản lý tuyến quốc lộ 39 sớm duy tu sửa chữa để các phương tiện tham gia giao thông được an toàn. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Thời sự ngày mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong tỉnh, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Thôn Ngũ Phúc, xã Tam Đa, huyện Phù Cừ chủ động xây dựng thương hiệu cam Hưng Yên. Phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên tập trung tuyên truyền giải tỏa chợ chiều. Công ty sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam thực hiện tốt công tác xử lý nước thải. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.